birthday to you. Happy birthday to you. Ăn to lên nha. Đấy. Thế là sao? Tỉnh tỉnh nó sẽ loa ông kém thì nói thẳng. Ăn to lên nhỉ? Anh ơi. Đúng rồi. Ôi trời. Gai được mà. Đây là đây. Gai được mà. Thôi đổi tạm để. Anh quay đây. Nó quay kìa. Nhìn đi, quay đi. Nó đây này. Cắm nhà. Tiểu cười yêu nước tiểu dần kìa. Đây cắm. Tao cứ thể cắm xuống cái bạn thì đi rút lên nó lại. Nhìn nó ngại hoàng nhỉ. Thôi đây lên xuống đi. Bên quay chưa? Em ơi. Em phải ở bên này nó đứt bên kia. Gai nó vào. Gai thôi chứ. Gai như anh vào cho nó. Trông thì ông quân cả. Này mờ quá. Lấy cho em cái này. Hơi tối, trời hơi tối. Cắm đủ rồi chứ. Cắm 16 cái. Hôm nay là. Quân không cần cái này mà nó chảy xuống. Đặc biệt là như thế nào? Nó chảy xuống hả? Hôm nay là sinh nhật của. Hôm nay sinh nhật thứ 17 của Phú 16. Mất lửa đâu anh? Đấy, tại tôi xem này, cái video của ông đấy. Công nhận ghế nhá, mùng 3 Tết là sinh nhật tôi nhá. Thế á? Nào đây ông bé. Đấy, ngon quá. Thế có phải nói trước nhỉ? Thế làm bữa để góp tiền. Không chụp này. Chị Nhu hả? Chị Nhu, yên tâm ông bé là nhiêu tiền lắm. Tết là nhiêu tiền lắm. Ê, không được. Nó ở đâu? Một cái bé. Quay nhá, không chụp này. Đồ anh to quá, tại đồ anh. Anh đứng này. Đây đây, nhìn cái chân bên này. Đây. Nào. Quá đâu. Ê. Nào. Cảm nghĩ, ta được cảm nghĩ đã. Vâng, em rất là vui ạ. Em chỉ biết là vui thôi. Chung quy là vui. Cảm ơn các bạn đã đến là cái phần lửa kia. Chung vui cùng với cả kiểu phần lửa kia. Thôi anh quay đi, tập trung vào chuyên môn. Đưa đây. Anh nào cái chữa này, chữa anh thích chữa. Từ từ, rất là chảy tay. Anh cho thằng Phú châm chứ. Thật, đúng rồi, cho Phú châm chứ. Có nào. Ôi, quân gấp hơn. Châm cái trong chứ. Bé ngồi vào. Bé ngồi vào đi. Có ai được không? Hết rồi. Có ai được cái đằng sắc này. Ôi, đây. Thế là chân đúng không? Phát được cầu nghĩ. Phát hiểu đó. Phát được cầu nghĩ nào. Hôm nay thì rất là vui bởi vì các bạn đã đến chung vui sinh nhật với tôi. Cảm ơn các bạn bởi vì đây cũng là lần sinh nhật tôi cảm thấy tôi vui nhất. Vui thế? Từ trước đến giờ thì chưa bao giờ mà cảm thấy vui như này. Tại sao vui là tại vì có sinh nhật của tôi vui là tại vì có các bạn. Tôi chỉ biết bảo thôi. Mình. Tôi không cháy á? Xịt à? Yeah.